Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một loài động vật khủng dưới đại dương, đó là cá voi. Bộ cá voi bao gồm các loài cá voi, cá heo và cá nhà táng. Tuy trong tên gọi của chúng có từ cá nhưng chúng không phải là cá mà là các loài động vật có vú thật sự. Cá voi học là một nhánh của khoa học hải dương gắn liền với các nghiên cứu các loài cá voi. Các loài thú dạng cá voi là các loài thú chủ yếu đã thích nghi đầy đủ với cuộc sống ở dưới nước. Cơ thể của chúng có dạng tựa hình thoi hay còn gọi là hình con suốt. Các chi trước bị biến đổi thành chân chèo, các chi sau nhỏ là cơ quan vết tích. Chúng không gắn vào xương sống và bị ẩn vào trong cơ thể. Đuôi có các thùy đuôi nằm ngang. Các loài cá voi gần như không có lông và chúng được cách nhiệt bởi một lớp mỡ dày. Khi xét tổng thể như một nhóm động vật thì các loài cá voi đáng chú ý ở chỗ là chúng có trí thông minh rất cao. Bộ cá voi chứa khoảng 90 loài, gần như tất cả các loài động vật ở dưới đại dương, ngoại trừ là 5 loài cá heo nước ngọt. Các loài còn lại sinh tồn trong bộ này được chia làm hai phân bộ, cá voi tấm sừng và cá voi có răng, bao gồm trong đó có cả các loài cá heo. Các loài cá voi đã tiến hóa từ động vật có vú sống trên đất liền. Có thể nhất là từ tổ tiên chung, các loài động vật ăn thịt có móng vuốt cùng nhánh chị em đồng tiến hóa kia là các loài động vật vuốt chẵn như lợn và hà mã. Chúng có lẽ đã thích nghi với cuộc sống đại dương vào khoảng 50 triệu năm trước. Trong khoảng thời gian vài triệu năm chuộc thế Eocene, các động vật dạng cá voi đã quay lại xuống dưới biển, nơi đã từng là hốc sinh thái cho các dạng động vật săn mồi to lớn kiếm ăn ở bề mặt nước nhưng đã bị bỏ hoang. Do sự tăng lên của không gian sinh sống nên đã không có giới hạn tự nhiên đối với kích thước của động vật dạng cá voi, cũng có nghĩa là trọng lượng cơ thể mà các chân của chúng có thể duy trì được do nước có sức nổi. Cũng chính vì thế mà chúng không còn cần tới các chân nữa. Cũng trong khoảng thời gian này, động vật dạng cá voi đã dần mất đi các thuộc tính phù hợp cho sự sinh tồn trên đất liền và thu được các cơ chế thích nghi với cuộc sống ở dưới nước. Các chi sau biến mất và cơ thể của chúng trở thành thon và thuôn hơn, hình dạng cho phép chúng có thể di chuyển nhanh trong nước. Đuôi nguyên thủy của chúng cũng chuyển dạng thành một cặp thùy đuôi có tác dụng dẫn lái khi chuyển động theo chiều dọc như là một phần. Trong quá trình thuôn hóa này, các xương trong các chi trước của cá voi đã hợp nhất lại với nhau. Theo dòng thời gian, cái trước đây là các chân trước đã trở thành một khối đặc gồm xương, mỡ và mô, tạo ra các chân chèo rất hiệu quả và làm cân bằng kích thước to lớn của chúng. Để duy trì nhiệt độ cơ thể trong các vùng biển lạnh, các loài cá voi cũng đã phát triển lớp mỡ cá voi, lớp chất béo dày nằm giữa lớp da bên ngoài và lớp thịt bên trong, có vai trò như nguồn cung cấp năng lượng trong trường hợp cần thiết. Ở một vài loài cá voi thì lớp mỡ này dày khoảng 30cm, 1 feet, không còn nhu cầu giữ ấm cơ thể từ bên ngoài nữa nên lớp lông của động vật dạng cá voi dần dần biến mất, tiếp tục làm giảm lực ma sát của khối cơ thể đồ sộ đối với nước. Xương nhỏ ở tay trong còn gọi là xương búa bị hợp nhất với các thành của hốc xương nơi chứa các xương tay trong, làm cho việc nghe trong không khí gần như là không thể. Thay vì thế, sóng âm được truyền tải qua các xương hàm và xương hộp sọ. Hô hấp. Do các dạng cá voi là động vật có vú nên chúng cần lấy oxy, quá trình hô hấp trong không khí. Vì thế, chúng cần bơi tới gần mặt nước để thở ra không khí chứa nhiều dioxide carbon và hít vào không khí chứa nhiều oxy. Chúng bổ nhào xuống. Các cơ khép lại lỗ phun nước hay còn gọi là lỗ mũi, và nó bị khép chặt cho đến khi cá voi lại nổi lên bề mặt trong lần kế tiếp. Khi nó thực hiện công việc trao đổi khí thì các cơ lại mở phun nước để xả ra và hít vào không khí. Các lỗ phun nước của cá voi đã tiến hóa để nằm ở vị trí trên đỉnh đầu, cho phép chúng gia tăng tốc độ xả không khí cũ và hít vào không khí mới. Khi không khí cũ được làm ấm từ phổi được thở ra, nó bị ngưng tụ lại do nó tiếp xúc với không khí lạnh hơn ở bên ngoài. Giống như động vật có vú trên đất liền thở ra trong những ngày lạnh giá, một đám nhỏ hơi nước xuất hiện tựa như khói. Đám hơi nước này có hình dạng độ cao
gấp phun đặc trưng riêng cho từng loài. Vì thế, các loài cá voi có thể được những thợ săn cá voi hay những người theo dõi cá voi giàu kinh nghiệm nhận dạng từ xa bằng cách sử dụng đặc trưng này. Thị giác. Các mắt của động vật cá voi nằm ở hai bên trên phần phía sau của chiếc đầu lớn. Điều này có nghĩa là các dạng cá voi với mõm nhọn như các loài cá heo sẽ có thị giác tốt hơn khi nhìn về phía trước và phía sau. Nhưng các dạng cá voi khác với đầu tù như cá nhà táng có thể nhìn tốt sang hai bên nhưng không thể nhìn trực tiếp về phía trước và phía sau. Các tuyến nước mắt của chúng tiết ra nước mắt trơn nhờn giúp bảo vệ mắt trước nước mặn của biển cả. Cá voi cũng có thủy tinh thể gần như hình cầu trong mắt, có hiệu quả tập trung cao nhất đối với cường độ sáng yếu trong vùng nước sâu để bù lại cho thị giác nói chung là kém, ngoại trừ cá heo là thính giác cực tốt. Thính giác giống như mắt, các tai của động vật dạng cá voi cũng nhỏ. Cuộc sống dưới nước đã làm tiêu giảm các tai ngoài của chúng, mà chức năng của nó là thu thập các sóng âm thanh trong không gian và tập mục tiêu cho chúng đủ mạnh để có thể nghe tốt. Tuy nhiên, do nước là môi trường truyền âm tốt hơn nhiều so với không khí, nên tai ngoài không còn là cần thiết nữa. Nó chỉ còn là một lỗ nhỏ trên da, ngay sau phía các mắt. Tuy nhiên, tai trong đã phát triển đủ tốt đến mức các loài cá voi có thể cảm nhận và nghe các âm thanh từ xa hàng chục dặm, mà chúng còn có thể phân biệt được là âm thanh đến từ hướng nào. Định vị bằng âm thanh. Một vài loài cá voi còn có thể định vị bằng tiếng vang. Nhiều loài cá voi có răng phát ra các tiếng lách cách tương tự như các âm thanh trong định vị bằng tiếng vang. Nhưng người ta vẫn chưa chứng minh được là chúng định vị bằng tiếng vang hay không. Tấm sừng hàm ít có nhu cầu định vị bằng tiếng vang do chúng chỉ săn bắt các loài cá nhỏ và sẽ không thực tế khi định vị bằng tiếng vang. Một số thành viên trong nhóm cá voi có răng như một vài dạng cá heo thực hiện việc định vị bằng tiếng vang. Các dạng cá voi này sử dụng âm thanh tương tự như ở rơi. Chúng phát ra âm thanh gọi là tiếng lách cách. Các sóng âm này đi tới các vật thể và bị phản xạ trở lại nơi phát ra. Từ âm thanh phản xạ trở lại này mà cá voi có thể phân biệt được kích thước, hình dáng, đặc trưng bề mặt và chuyển động của vật thể, cũng như xác định được khoảng cách đến với vật thể đó. Với khả năng này, cá voi có thể tìm kiếm, săn đuổi và bắt các con mồi bơi nhanh trong bóng tối hoàn toàn. Việc định vị bằng tiếng vang khá phát triển ở phần lớn các loài cá voi có răng, và chúng có thể phân biệt được vật thể là con mồi và vật thể không là con mồi như tàu, thuyền, con người. Các dạng cá voi nuôi nhốt có thể được huấn luyện để phân biệt được các quả bóng với hình dạng và kích thước khác nhau. Cá voi cũng có thể sử dụng âm thanh để liên lạc với nhiều kiểu âm thanh khác nhau. Ăn uống, các dạng cá voi khác nhau: cá voi đầu cong, cá hổ kình, cá voi đầu bò, cá nhà táng, kỳ lân biển, cá voi xanh, cá voi lông xám, cá voi trắng. Các dạng cá voi có thể chia thành hai nhóm khác biệt theo kiểu ăn uống. Nhóm cá voi có răng như là cá nhà táng, cá voi trắng, các loài cá heo thông thường có nhiều răng, được sử dụng để bắt cá, mực hay các động vật biển khác. Chúng không nhai thức ăn mà nuốt toàn bộ. Trong một số ít trường hợp, khi chúng bắt được các con mồi lớn, chẳng hạn khi
cá hổ kình bắt được hải cẩu, chúng xé con mồi thành các khúc và nuốt toàn bộ. Các dạng cá voi tấm sừng hàm không có răng, thay vì thế chúng có các tấm làm từ keratin tương tự như các chất ở móng tay người. Thả rủ xuống từ hàm trên, các tấm sừng này có vai trò như một bộ lọc khổng lồ lọc ra các động vật nhỏ như động vật nhuyễn thể và cá từ luồng nước biển. Các dạng cá voi trong nhóm này có cá voi xanh, cá voi lưng gù, cá voi đầu cong và cá voi lưng xám. Bản chất thú. Các dạng cá voi là các động vật có vú, nghĩa là chúng là thành viên của lớp Mammalia, họ hàng gần gũi nhất còn sinh tồn của các dạng cá voi là hà mã. Là động vật có vú nên các dạng cá voi có các đặc trưng chung của nhóm động vật này. Chúng là động vật máu nóng, hít thở không khí bằng phổi, sinh con non và nuôi chúng bằng cách cho chúng bú sữa do mẹ tiết ra, có lông mặc dù rất ít. Một cách khác để phân biệt dạng cá voi với cá thật sự là theo hình dạng đuôi. Đuôi của cá có dạng đứng thẳng và chuyển động từ bên này sang bên kia khi cá bơi lượn, trong khi đuôi của các dạng cá voi gọi là thùy đuôi thì lại nằm ngang và chuyển động theo kiểu lên xuống. Do các xương sống của cá voi bị uốn cong tương tự như ở xương sống của người. Tạm biệt các bạn.